Các thầy cô cũng giảng nhiệt tình như là khi các thầy cô dạy tiếng trên lớp. Kể cả có những câu hỏi gì thì các thầy cô luôn luôn hỗ trợ nhiệt tình. Nhìn chung thì các bạn rất là thích cái hình thức tương tác này. Các bạn cũng rất là hào hứng khi mà trả lời online. Which just means live education back and forth with these students. And so far it's been overwhelmingly beneficial to them. Dù là đang mùa dịch cho nên là nhà trường cũng đang rất là cố gắng và nỗ lực, các thầy cô cũng thế, là cố gắng tương tác với phụ huynh qua SO trước để gửi cho phụ huynh và các hướng dẫn để con có thể tương tác trên một phần mềm mới là LMS và con có thể học trực tuyến với các thầy cô. Để đảm bảo là các con không bị miss kiến thức cả tuần trước và tuần này thì nội dung sẽ xoay quanh là việc là ôn tập lại cho các bạn. Đối với môn tiếng Anh, các bạn ấy được tối ưu hóa khả năng nói của mình. Bởi vì thực tế thôi là khi mà mình đang chia sẻ màn hình chẳng hạn thì mình rất là khó để thấy bạn nào đang chat ở trong cái inbox chat. Cho nên là cách tối ưu nhất đấy là các bạn ấy sẽ bật tiếng mic của mình lên và các bạn ấy phải giao tiếp với mình bằng việc nói. Làm thế nào hiệu quả nhất, tốt nhất để có được cái bài giảng hữu ích nhất cho các con thì đấy là một cái sự nỗ lực của các thầy cô. Các con thì không đến trường nhưng mà như tuần này các thầy cô vẫn đến trường đúng giờ và thậm chí là làm việc online với các con là thậm chí đến 12 giờ đêm. Sẵn sàng chia sẻ với các con khi mà các con gặp những khó khăn về vấn đề, luôn luôn giúp đỡ và ở bên cạnh các con. Các bậc phụ huynh cũng cùng phối kết hợp với nhà trường hãy giúp các con có một cái động lực học. Dù cái bệnh dịch này xảy ra hay như thế nào chăng nữa thì các con vẫn rất là vững vàng để bước vào cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. A lot of the work is done at home, but the support is still there from the teachers. When you're looking at GP and the individual report, it has to be done with them. And where teachers come in is within the Socratic method of just questioning them. We can't actually give them any information. So now it's upon them to be self-responsible. I guess students are well engaged and they somehow catching up with the lessons and able to remember the things we have learned in the classroom. Thời gian mà con nghỉ học ở nhà thì con đã học được những cái kỹ năng như kiểu tự giác hơn và rèn luyện kỷ luật bản thân. Hồi trước thì con lười lắm, lúc nào cũng phải để gần như bố mẹ gọi dậy đấy. Còn bây giờ thì con tự đặt chuông, con tự dậy, con tự học, tự làm, rồi sau đó là tự nấu cơm ăn, rồi đến giờ lại vào học. Con cũng rất muốn đến trường để gặp lại thầy cô và các bạn bè. Đây cũng là lần đầu tiên mà bọn con được tiếp xúc với cả cái chương trình như thế này nên là ban đầu thì con cũng như các bạn khác cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng mà đến bây giờ thì bọn con đã quen và hàng ngày vào học trực tuyến cùng các thầy cô rồi. Các thầy cô rất là nhiệt huyết, các thầy cô rất là chu đáo và giúp đỡ bọn con làm thế nào để hiểu hết bài trong khi mà mình không ngồi trực tiếp với nhau để học. Để chuẩn bị cho kỳ thi ICC SE sắp tới của bọn con thì bọn con cũng phải ôn tập rất là nhiều và làm nhiều đề past paper. Và trong tuần vừa qua thì các thầy cô cũng đã giao bài lên hệ thống online để bọn con làm. Thế là bọn con cũng thấy tự tin hơn. Một ngày các thầy cô phải dạy rất nhiều lớp Cambridge, có thầy cô dạy đến 7-8 tiết một ngày. Nhưng mà các thầy cô vẫn tận tụy và dành hết thời gian và công sức của mình để cho bọn con có những thời gian ôn tập tốt nhất. Con rất cảm ơn thầy cô vì điều này.